Em chào tất cả các bác đam mê radio cassette xưa. Nay thì em xử lý cho anh Triều ở Hà Lam con đài 939 màu trắng. Cái con này thì hôm anh mang sang nhà thì anh bảo là con này nói được radio, chỉ bỗi băng không chạy thôi. Nhưng hiện tại bây giờ em đang cắm điện và đang không thấy có tín hiệu gì cả. Và em đã vừa mới điện cho anh ý rồi. Này em hỏi là sao hôm anh bảo có điện mà em cắm đây có điện đâu. Đấy, chứ không đến lúc rồi em phải gọi là các anh này bảo là của anh vẫn chạy mà sao chú cắm này lại không lên. Đây này, các bác nhìn cái chân này này, cái vệt dán đề can này còn bẩn như này, đồng hồ cũng không lên rồi. Đấy, quả pin của anh đây, em vừa rút ra em cắm thử pin của em đồng hồ thịt, mấy tỷ lệ đồng hồ là ít. Đây này, em đấu dây để em test thử này, không có điện luôn, không có điện, không có lắp pin. Nhận hàng thôi, nói chung là khách xa không nói, nhưng khách mang đến là em sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cắm thử trước, không đến lúc rồi nó xảy ra vấn đề cãi nhau nó rất là khó. Bởi vì làm này nó khó nói các bạn, đôi khi nó sợ anh em dẫn đến cái vấn đề mâu thuẫn thì nó không hay, nên là dần dần rồi em sẽ rút kinh nghiệm một phần. Và có một cái vấn đề nữa là em định tính là quay hết cái clip, một cái clip sửa con máy dài cho các bác, nhưng mà thực sự mà nói ra là không có thời gian được. Bây giờ là quay clip dài như vậy là còn phải cắt video, còn phải chỉnh sửa, mà buổi tối em không có thời gian, nói thật sự không có thời gian nghỉ trưa chứ đừng nói là buổi tối. Trưa không nghỉ mà tối không nghỉ để xử lý sửa cho các bác, không là các bác chờ nó quá lâu, nên là nằm giữ thời gian để mà cắt ghép. Giờ chỉ có quay ngắn gọn xúc tích lại những cái quan trọng mấu chốt thôi để đăng lên cho các bác coi thôi, chứ còn đâu là cái thời gian để mà sửa mấy cả chỉ lỗi hay là mấy cả gọi là chia sẻ cách thế nọ cách thế kia, thì thực sự và tầm bận thì không thời gian. Kể cả những cái người ta làm video, người ta sửa đồ hay người ta phục hồi ấy, người ta có thời gian nó dài, khi là người ta làm 2-3 ngày mới một con phục hồi lại, người ta mới quay xong người ta mới chỉnh sửa, người ta mới lồng ghép, thì video nó có chất lượng. Nhưng mà họ đó là họ để thu hút cái tiềm năng về YouTube, thì họ mới đầu tư công phu ra, thậm chí những con máy họ đi kiếm con máy lát hoặc những con máy không lát thì họ cũng cho thành lát để họ làm video. Còn như em là mục đích chính vẫn là sửa chữa cho các bác, chứ không phải là mục đích để mà đánh sâu vào cái mảng video để kiếm tiền YouTube, nên là em không làm như họ được. Mà đây là video thuần túy là đăng cho các bác xem chủ yếu những con đài của các bác nó bị cái lỗi gì, và có thể chia sẻ thêm một số cái vấn đề để một số bác mày mò thì các bác hỏi thì em chia sẻ thêm thế thôi. Còn lại ra này là mình vẫn phải đi về mảng của mình thôi. Em sẽ tiến hành tháo này ra về kiểm tra luôn. Con này của mình có 3 ốc nhé. Đấy, có duy nhất có 3 con ốc thôi, còn lại không có luôn nhé. Còn ốc dài này em không có đâu. Hiện tại là cắp motor này đã bị tháo rồi, trong kia bị tháo rồi nhé. Con này mất hết cả ấy rồi, bánh răng trung gian mất nhé. Giờ đang cũng phải tháo ra để kiểm tra phần nguồn con này cơ. Con này bị rút cắp rồi nên mà sao nó lên được, tí kiểm tra lại phần nguồn xem. Tình hình là con này đang rút hết dốc motor ra rồi, và dây cũng bị cắt hết rồi nhé, bị nhẹ rồi. Nói chung là con này là đã làm rồi, con này là đã đụng vào rồi, còn ai đụng thì em không biết, nhưng mà tình trạng con này như này là đã bị đụng rồi. Khả năng bác khách bác tháo ra, tạm thời bỏ qua cái phần này đi. Đầu tiên bác chỉ bảo là xử cho băng chạy thôi, nhưng hiện tại bây giờ là máy không lên thì em sẽ kiểm tra máy lên, và em sẽ kiểm tra lỗi những cái gì. Đấy, quan điểm của mình nó cứ phải rõ ràng như thế. Tôi bảo là không sao mà bây giờ kiểm tra đây nó đầy sao thì nó khó, nên tại sao mà em phải quay nó là như vậy. Bởi vì nói mồm thì nó không thể, nó không hiệu lực được, nó phải có bằng chứng. Rồi em sẽ tháo hết rồi. Con này của mình đã bị thay mất cáp radio rồi, đang hàn liền cáp rồi này, nên là nhấc ra bây giờ là nó xuất liền, nhấc ra liền cả tòa luôn thì nó hơi lằng nhằng. Nếu mà ấy của này thì nó sẽ hơi lằng nhằng. Rồi để em tháo cái bo chính và bo nguồn ra xem. Con
Con này là nhìn mạch này có vẻ mới sửa này. Mới sửa chẳng qua chưa vệ sinh thôi. Các bác thấy những cái vệt mới chưa? Câu cầu trì này, câu hai cầu trì này, làm lại mạch này. Và con này em nhìn thì như kiểu là nguồn này cũng cuốn lại hay sao này. Không cuốn lại thì dán lại nhưng mà đang bị bật nguồn nhé. Các bác thấy cái chân này không? Ốc trên kia vẫn còn nhưng cái chân này mà không bắt nên nó bật ra này. Thiếu ốc nên nó bật ra nhé. Và con này là con của khách bác ấy mang đến đấy. Bác khách bác mang đến chứ không phải bác gửi đâu. Chứ nếu bác gửi là nguồn này là bật luôn đấy. Đúng ra là phải bắt là bắt ốc ở trên nguồn này chứ không phải bắt cái tai dưới đó đâu. Bắt tai dưới đấy là nó bật cùng nguồn này ra. Tôi lần nào cũng phải tháo, cũng phải tháo hết ra để xử lý lại cả cục nguồn đấy. Con này thiếu cả cái ốc trong kìa các bác. Cái ốc quan trọng nhất là cái ốc đằng trong này. Trong khe này đấy. Đây nó phải bắt hai con nhé. Một con bắt là cái chân để chân cắm nguồn kìa. Đấy. Không là cắm này nó lỏng này. Con này và con trong khe đằng trong sâu kia nữa. Tháo cả nguồn ra để ấy lại cái nguồn này bật mất rồi. Đấy, con này đã bị cuốn lại nguồn. Này các bác này. Cuốn lại nguồn đây này. Nên là cái đóng không chặt cái này vào này. Bác thấy nó hở như này thì làm sao nó khóa lại được. Và nó đã không khóa lại cái nguồn này được thì chỉ bắt ốc dưới này không thôi thì đương nhiên là cái cục nguồn chính này nó bật ra là phải. Rồi trước mắt em sẽ đóng lại, kiểm tra xem là kiểm tra xem dây dợ ở đây có vấn đề gì không. Con này cuốn lại. Bởi vì em nhìn thấy cái giấy băng dính này em bảo con này cuốn lại. Giờ thì đóng lại cái này vào xong là khóa lại hai cái tai này để nó khóa cái khung này vào thì mới được nhé. Trước hết cứ xử lý cái này và kiểm tra lỗi nguồn trước. Con này đang bị hàn rồi. Con này lên nguồn rồi nhá. Đây điểm hàn dây này. Đấy không, cái dây nó hiện tượng gần đứt rồi. Nó hàn lại rồi thì đã lên nguồn. Lên nguồn vào đây đang mất một cột đèn bên này này. Đây đang mở dây ô, em chưa cấp vào tín hiệu loa đâu nhưng mở dây ô nó có đấy. Để nó lên đấy. Mất một cột đèn bên này rồi. Chỉ còn có bên này hắt về đây thôi. Nỗi một cột đèn bên này nhé. Cái này sẽ kiểm tra cho anh. Cái hàn dây của này thì làm nó hơi khó bởi vì là nó không để gọn được nó cứ vướng. Con motor này bị cậy mất rồi. Bị cậy mất cốt này ra rồi này. Nên là cái trục nó dơ các bạn. Đấy, em đấy em không để ý. Đấu thử lại xem motor nào nhưng mà nó dơ cái trục này. Bị phá cả motor ra này. Này không biết bác nào bác nên nghịch bác cái motor này qua này. Hỏng luôn. Hàn dây này. Em vừa gọi điện trao đổi với anh khách các bạn. Vấn đề con này đấy các bác nhìn này. Ít khi mà các bác sẽ gặp được một con motor mà nó bị chảy ra như này đúng không? Nóng quá nó chảy. Đúng ra hai motor này chạy vẫn là ngon nha, không bị làm sao cả đâu. Nhưng mới do gì điện áp đang quá cao. Nó chảy này, nó dính vào đây này. Bởi vì điện áp nó cao thế thì đương nhiên là IC đứt đúng không? Điện áp cao thế thì đương nhiên là IC đứt là phải rồi. Bởi vì là điện áp em vừa đo cái biến áp này hộ quấn nó đang lên đến chạm 20V sau lắng nọc. Sau nọc chạm 20V và bây giờ em sẽ đo thực tế luôn, không phải nói mò nữa. Tạm thời em bỏ cái này ra. Mà em đo luôn điện áp trên cái này này luôn cơ, cho bác xem luôn. Đo điện áp ở trên cái này ra luôn đây, trên cái phần motor ra luôn nhé. Còn không biết là những cái con khác có có trụ nổi không đấy. Phải đơn giản đâu các bác. Điện áp lên cao như này là nguy hiểm. Nếu mà chạy lâu con này đứt hết luôn. Đây để em bật đồng hồ em cho các bác xem. Bởi vì em có vừa điện cho anh chủ rồi. Này. Bởi vì em đang nghi ngờ tại sao nó lại nóng như vậy. Nó lại dẫn đến chảy được. Mà điện áp cho phép con này khi nguồn cấp chính nó chỉ vào tầm khoảng 12V thôi. Và tiếp tục nữa là điện áp của điều chỉnh giảm tốc hai đường nữa. Thì tùy theo dao động thì mình chỉnh 5V hay 8V đấy thì nó sẽ
điều chỉnh cái đấy. Các bác thấy không? Đúng 19 này, dao động này, DC này. Con này bật lâu khả năng còn nghe nhiều, nghe lâu khả năng chết nhé. Nghe lâu khả năng chết. Đấy, nguồn cuốn không chuẩn là ăn đạn ngay. Nguồn cuốn lại mà một cuốn dư này là chết, thà hụt một tí còn được. Ví dụ như con này, vì nắp con này dao động ở khoảng 15V, 15, 13 đến 15V đúng không? Thì ví dụ như cái biến áp kia ấy, nếu thông thường như con này ta lắp một cái biến áp mà lắp một cái biến áp mà khác vào thì nó ăn tầm khoảng 13V. Nhưng mà nếu để so biến áp này thì cái biến áp khác sẽ vẫn hơi đuối. Thì con này nếu biến áp zin của nó thì nó vẫn đậu ở tầm khoảng đấy 13-15V. Nhưng con này điện áp giờ đang lên đến 19, gần 20V. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ hỏng, tất cả mọi thứ nó sẽ chết. Và thằng motor này thằng chết đầu tiên, bởi vì là điện áp quá cao, motor nhanh nóng và chết. Giờ sẽ chỉ có một cái biện pháp là thay biến áp của nó nha các bác nhé. Thay biến áp của nó đi, thay biến áp khác. Đấy, em đi tìm. Em nhớ là em có một cục biến áp con này. Để em đi tìm biến áp. Đây này, nguồn zin này các bác này. May này em vẫn giữ được cục này đấy. Vẫn giữ cục nguồn zin này, chứ không thì không có nguồn mà thay đâu. Nguồn zin này nó có bọc chống nhiễu cái thứ này. Đây, để sẽ cắm nguồn zin này vào. Thế nhưng mà dạ có mỗi một cái thuốc liên tục vài ba ông thì mẹ loạn lại hết mẹ vào. Mạch sau này làm tương đối này các bác. Đóng IC này. Hàn còn thiếc, còn xương gấu luôn, còn thiếu thiếc nhá. Cái này thì mạch này em sẽ phải đi kiểm tra để xử lý lại. Những cái chỗ nào nó bong chân và hàn nó lon thì em sẽ xử lý lại. Và kiểm tra xử lý lại cái phần mạch bên này nữa, câu dây này nữa. Con này thì hai đồ từ nó mòn hết rồi các bạn. Này. Thấy cái rãnh sâu chưa? Đầu từ bên này thì khả năng là em sẽ có thay này. Còn đầu từ bên này thì để em nghiên cứu. Này, bên này nó mòn lắm rồi. Các bác thấy cái rãnh to đùng sâu chưa? Bên này thì cũng sẽ nghiên cứu. Sau nhưng trước hết để em xử lý cho nó chạy trước đã. Cho nó chạy ok xong nó này là sẽ, nếu mà hoạt động ok thì sẽ thay đầu từ. Nhưng chắc chắn là nỗi đâu thì sửa đấy rồi, chứ cũng không thể bỏ được. Con này thì trước mắt là em đang thay một bên bánh tì, thay motor và đang test thử nhá. Thì con này đang băng, đang tiếng rất nhỏ này. Hiện tại motor đang không tự lên, giờ mình cứ tạm cho nó chạy đi, nó tính đấy. Nó gạt tay thì nó lên này. Nhưng mà đó, tăng hết cỡ luôn là nghe nhỏ tí này. Mà còn đấy. Chuyển sang bên bên ấy, bên băng thì tiếng nó nhỏ tí luôn. Tí để thay cái động từ xem nào. Đấy, nó phải đẩy lên nó mới lên đấy. Đang lỗi tốc độ thì tính sau. Giờ kiếm đầu từ thay thử cái này xã. Con này đang bị một vế băng lỗ đây. Không bảo an cho mình. Đấy, vừa lấy có mấy phát lỗ lùm bùm bột đấy. Đang âm lượng đang rất là nhỏ. Âm lượng băng bé lắm. Đã thay đầu từ rồi nhé. Đấy, khoảng một vế lỗ này, vế kia không bị. Cắm vế này nha. Đấy, vế này là bị lỗ này. Cắm vế này thì không bị này. Vế này thì êm này. Một vế đang bị lỗ mạnh đấy. Biết dây ô có bị lỗ không, bởi vì là cái đấy thì để rồi sẽ test cụ thể hơn. Và trước mắt thì phần băng này đang một vế công suất lỗ nhé. Đang một vế, em chưa khẳng định là công suất, nhưng đang một vế là bị lỗ.
Đây, test cái vế bên này. Đấy, vừa đẩy nó mới lên đấy. Chưa được, chắc bị tụt mất rồi. Để em bỏ cái máy xuống em được cắm lại. Đấy, lưới này thì êm hơn là không đổ nhưng mà âm thanh vẫn bị bé nhé. Âm thanh bé lắm. Thứ nhất là nghe bé, thứ hai là đang bị sôi, bởi vì mình mở lớn thì đương nhiên nó sôi. Nhưng mà âm thanh thì đang rất là bé. Lại phải dở cái mạch, kiểm tra cái mạch này này. Đầu từ đã thay, đầu từ này thì còn rất là đẹp rồi. Đẹp sáng, chưa mòn mấy cái gì cả. Giờ để kiểm tra cái phần IC khuếch đại kia. Đâm ra là đôi khi có những cái giá đưa ra cho các bác nó chỉ là áng áng thôi, chứ còn đôi khi kiểm tra nó nhiều lỗi, chứ không phải đơn giản đâu. Với dòng sáp này thì em rất ngại là phải tháo cái phần này ra để sửa lỗi ở phần phía trên này. Thực sự là tháo ra rất là ngại nhé, rất dễ bị bong chân. Đây, đây mà có tháo ra thì mới biết này, cái này bong chân này, bong mối hàn này. Tháo ra thì mới kiểm tra mới nhiều cái bong mối hàn nhé. Cái này thì sẽ đi hàn lại. Quan trọng nhất là đang xử lý cái lỗi là cái lỗi mất tín hiệu, mà nó không phải mất mà là tín hiệu của phần băng rất là nhỏ. Phải xử lý cái lỗi đó. Con này bề câu này là cái dây này là dây tín hiệu lên trên đấy, này. Tín hiệu lên trên cái phần đèn nháy, cho nên nó bị đứt mạch nên là họ câu dây. Con này đang căng phớt đã thay IC khuếch đại, nhưng mà nó đang gặp một cái vấn đề là cứ bật băng thì nó ù. IC khuếch đại thì như này là IC thì có rồi đấy, nhưng mà nó ù rất là lớn. Đấy. Chuyển sang line in thì vẫn ok, nhưng mà chuyển sang phần băng thì nó ù. Băng đang chạy đây. Ù này không phải là lỗi là không cắm đầu từ đâu nhé. Cắm đầu từ rồi đấy, cắm cáp rồi nhưng mà nó đang bị ù đấy. Em đang phân tích mạch từ vị trí ở trên này. Đây là cần chuyển mạch của băng, nó đi theo đường mạch nó đi về dưới này. Và nó cất chia một đường nữa đi lên trên này để về con IC khuếch đại của cái kênh A. Đấy, đây là cái bên kênh B. Đấy, nó đang chia theo như vậy. Nói chung đụng vào 939 thì em chưa thấy con nào ngon các bạn. Con nào cũng khoai. Con này thì tình trạng con này các bác ạ. Khách tháo ra nhá. Đang bị lộn cơ, lộn đầu từ các bác nhé. Chả hiểu là khách hay là thợ nào. Chắc không phải có khách nhưng mà thợ. Tháo ra đang lộn đầu từ. Nên tại sao em cứ bảo là em đã thay IC tiền khuếch đại rồi mà nó lại cứ cái vế mình muốn nghe thì nó lại không được. Lý do là con này là như thế này, nó đang phím cũng bị đảo nhá. Phím cũng bị đảo, đầu tư cũng bị đảo đấy. Đằng nào cũng phải thay đầu tư cả hai bên thì thay đầu từ cả hai bên rồi vệ sinh lại, thay bánh tì các thứ thì em sẽ đảo lại, nó phải đúng chiều, nó tháo hết cả cái bộ răng này ra đảo về con kia nhé. Bởi nguyên lý của nó đây này, như cái chiều này này, dây này đang ngắn các bác này. Ví dụ như là khi bắt vào chân kia nó như này đúng không, thì cái chiều bên này nó phải là cơ mé bên phải và chiều bên này cơ bên trái.
Nhưng mà hiện tại thì cái cơ bên này nó lại là mé bên phải, thì bên phải là cái dây đầu từ nó đi từ giữa lên, bên trái thì đi từ hồi cạnh bên trái lên. Thì đương nhiên là đi từ hồi cạnh bên trái lên thì cái bộ răng này, đúng không, cái bộ răng này cũng đang bị là sai bên, và cái bàn phím à, và cái đầu từ cũng là sai bên. Đôi khi có những con mà làm những cái con máy mà bị xử lý qua rồi và lắp nó không đúng thì làm rất là khổ, nó bị lộn xộn đúng không ạ? Cả ngày hôm nay em nói với bác là em vần cái con này cả ngày hôm nay chưa được việc luôn. Kiểm tra mình bảo vô lý, kiểm tra thay cái đầu từ tiền khuếch đại rồi mà tại sao mà nó lại không được, nó cứ ù, nó lại không được. Ù thì nó cũng do lỗi của cái bên này này, cái thằng bên này thì nó đang bị bong chân, thì nó đang không tiếp mát thì nó dẫn đến nó ù. Và cái này em cũng già lại hết những cái mạch này để em hàn lại nhá. Đấy thì nó bong chân thì nó ù thì không nói, nhưng mà nó lại tín hiệu của cái phần mà cái cơ bên kia mình đang làm thì nó là khu vực này thì nó lại không có tín hiệu, mà nó lại cứ có tín hiệu bên này. Cuối cùng là kiểm tra đau đầu quá, hôm nay lắng lôi đau đầu quá nghỉ ngơi xong lại quay lại nghiên cứu tiếp, thì kiểm tra thì nó bị ngược cái kiểu này đấy. Tâm ra có những con nó không nguyên zin này, nó ngược nó rất là khổ nhá, nó không còn chuẩn nữa rồi. Nhiều khi mình cứ nhìn vào cái bộ răng này là vỡ mồm đúng không ạ? Nhìn bộ răng nhìn đầu từ nó vỡ mồm, nó có họ thiết kế làm nó đúng của nó đâu, nó lộn xộn nên ra là làm cho mình cũng khổ sở luôn. Mà cái nữa là cái chân socket của cái rắc đầu từ đứt dây hàn lại rồi, cụt mất chân là nó cứ bị đứt xong nó ngắn lại phải hàn lại, không thì nó không tiếp được. Bây giờ quay sang để xử lý con này thì cố xử lý con này, chứ con này bởi con này làm từ hôm qua đến ngày hôm nay nữa, cố xử lý con này đến mai cho nó ok. Con này đang xử lý tạm một bên thì tiếng đã lên rồi này, cái bên đang thay cái ấy đây này, bên đang thay IC tiền khuếch đại ấy. Đây này, nhưng mà đang lỗi tốc độ nhá, giảm hết tốc độ vẫn nhanh. Nói chung con này cả hai cửa băng đều lỗi tốc độ nhá, là xử lý phần tốc độ cho nó này. Cơ bên này đang bị lỗi chế độ vớt lại này, hóc bị hóc đấy, đến hành trình này nó hóc này. Thì này nó bị hóc lại, đang lỗi xong bị hóc, là hóc ở phần kết cấu bên đằng sau. Tháo bộ cơ ra kiểm tra, này em sẽ làm lần lượt cái phần ấy này. Hơi tối đúng không, thì em cho bác xem ở đây nhé. Cái này nó bị gãy nên này, bảo sao cái cửa này nó bị há miệng này, trong này gãy một cái chân đây các bạn, của mình gãy một cái chân đây, nó há miệng nhá. Giờ tháo cái cửa này ra để xử lý lại cái chân đây này, đó là gãy chân đấy. Trong khi chờ đợi xử lý cái phần mặt thì em vẫn đang test cho nó hoạt động ấy. Đồng hồ đã lên rồi. Con này của mình đã xong rồi. Ốc thì em còn mỗi ốc lắp nữa, em chưa còn bắt. Làm sáp này phải nói thực sự là vất vả lắm các bạn. Đây là ngày thứ 3 và hai buổi tối, bây giờ cũng là chiều muộn rồi. Làm cả trưa luôn đấy, làm từ 12 rưỡi mới xong được con sáp này cho mình. Nói chung là những con máy mà đã bị người khác đụng vào rồi nó khổ, thực sự luôn là nó khổ các bạn.
Con này riêng với con này em khẳng định rằng là người trước người ta xử lý không được, nên là phần măng không chạy nên là người ta mới bán cho bác này. Bởi vì là em nhìn thấy các cái chân cắm là nó ngược chiều nhau, nó không đúng như vậy là chắc chắn là nhìn các cái dây tháo ra là biết rồi. Nhưng mà nhìn cái vấn đề là nhìn chân của hai phần vừa băng nó ngược nhau, dây đầu từ cắm ngược là đã biết rồi là tình trạng con này là đã bị đụng vào rồi, đã bị sai kỹ thuật, mình gọi là sai kỹ thuật. Nên là làm nó vất đôi khi đấy, mình nhiều khi mình cũng không nghĩ, không ngờ đến là nó lại bị sai như vậy. Có khi đụng vào rồi nghiên cứu kiểm tra tại sao mà nó lại bị, nó lại lạ như vậy, nó bị lỗi lõi kia, lúc đấy mình mới để ý được ra những cái lỗi mà mình phải gọi là nó rất là ngớ ngẩn, nó dẫn đến vấn đề là rất mất thời gian. Con này của mình thì đồng hồ em sửa rồi, nhưng con này đang bị mờ, mất hơi mờ số đầu đây, đồng hồ đã lên đấy này. Con này đồng hồ họ cũng đụng vào rồi nên là nó bị mất một số linh kiện ở cái đồng hồ ấy, thì em đã tìm những cái mặt khác hiển thị được khác để em lấy linh kiện em thay vào, thì đồng hồ đã lên. Con này của mình riêng phần băng này làm cực nhiều, thay hai đầu từ còn nguyên đẹp, hai bánh tì, bánh cao su trung gian, dây cu loa và phục hồi lại cho hoạt động tốt, thay hai motor, thay cục biến áp, thì cục biến áp cũ đã quấn kìa, cục biến áp cũ đã quấn, cục của em là nó cục zin luôn nhá, đây biến áp cũ này, dây họ câu họ hàn này, rồi là họ hàn cả dây ở ngoài nữa này, cục biến áp cũ. Lúc em đã phải đóng lại cái kia nó bị bật ra đấy, bay ra đấy, thì đã thay cục zin rồi, mà em chỉ có mỗi cục duy nhất thôi, không kiếm đâu ra. Ngày xưa em ở Sài Gòn nên là em có mua xác nên em còn giữ lại cục đó mà mang về tận ngoài này luôn đấy, thì mới có cục thay cho mình đấy. Con này xử lý cả phần nguồn, điện áp nguồn, nỗi nguồn, điều chỉnh lại một số cái liên quan nguồn, rồi là phần cơ thì nỗi tốc độ nhanh không chỉnh được. Xong rồi điều chỉnh lại cái điện áp để cấp vào motor thì nó mới hoạt động được. Không là nó điện áp vẫn là bị cao, phát là nó chết motor ngay. Con này quá hướng Phạm Tu về Nabasala, đèn đỏ thì hơn 100 giây, đèn xanh có 25 giây thôi. Ai em? Một cái cấp độ dẫn rất là hoàn hảo, bởi vì cái sự lựa chọn rất tinh tế, rất khoa học và có follow thì tí em test riêng băng. Cửa băng bên này thì nó vẫn hơi ra nhá, nó vẫn hơi ra đấy, chứ nó không, cửa băng bên này nó không ấy đâu, nói chung trên phần cơ này điều chỉnh xử lý một số chỗ, cái chỗ nhỏ ấy thôi, không nói đến làm gì. Công tơ mét thì con này vẫn còn, nó vẫn hoạt động được. Xử lý lại toàn bộ cái mạch của con này nữa, chỗ nào bị bong, hiện tượng mà bị bong bếp này cũng xử lý hàn lại. Đấy, con này đây, cửa bên này vẫn hơi há này. Đấy, nó vẫn hơi há cửa băng nhá. Và đồng thời là gì, há cửa băng các bác nhấn chưa, nó không lên được đâu, nhưng cửa băng bị há này các bác phải đẩy tay vào nhá. Đấy, đâu để em tắt đi, em thử bấm ở chế độ há xem nào. À vẫn lên, đồng hồ công tơ vẫn quay kìa. Không được, vẫn phải ấn vào thì đầu từ nó mới lên được các bác. Đấy, khi đầu từ nó bám vào rồi thì nhả tay ra. Riêng với những cửa băng nó bị há như này là các bác bắt buộc khi như các bác nhấn play các bác phải ấn tay vào nhé. Nó bị gãy chân nên nó bị há như vậy. Và con này riêng cửa bên này bị lỗi ở một cái là vớt nhá. Vớt tay nhá, cửa bên này lỗi. Nỗi ở điểm gì? Nên em nói là khi nhấn play như này không bao giờ vớt được các bác nhé. Đấy, riêng cửa này nó lại thấy em kiểm tra rồi, không xử lý được đâu. Các bác phải nhấn tạm dừng, các bác nhấn vớt thì nó sẽ vớt cho. Đấy. Nó bị há này, cửa này nó bị há, há miệng đúng ra này. Bị há miệng nên là nó khi vớt lại nó mắc.
Đấy, tạm dừng này, nhưng mà với điều kiện là cái tay này phải vẫn phải ấn vào này. Đấy thì mới vớt được này. Không thì khi nó đảo lên nó mắc mà. Đấy. Nói chung đấy, cửa bên này thì nó bị há cái miệng này ra, đâm ra là không được ngon. Nhưng riêng cửa bên này thì rất là ngon này. Bên này cũng hơi rít một tí này. Hơi rít phần cửa băng ra này. Không phải là mất lẫy đâu mà nó còn lẫy đấy, nhưng nó hơi căng. Này. Cửa bên này là hoàn hảo, âm thanh hay, chuẩn. Riêng cửa bên này vớt ok. Đấy, cửa bên này cái cửa băng nó bị há ra nên là cửa bên này, nói chung cửa bên này là lỗi. Là mình phải có lực, mình phải biết cách xử lý thì nó mới hoạt động chạy ok, còn cửa bên này nó mới là ngon nhất. Đều thay, cả hai bên đều thay đầu từ mới. À, đầu từ không phải mới mà đầu từ còn zin, chưa bị mòn tí nào. Thay 2 bánh tì, thay 4 bánh tì. Thay 2 bánh trung gian. Thay 2 motor. Thay nguồn. Rồi những cái vấn đề khác, thay IC. Một bên thay IC khuếch đại. Ui. Con này thay quá nhiều. Con này làm quá nhiều luôn, rồi vấn đề làm mạch miếc chưa nói đến. Nên là riêng em mới thật sự các bạn đụng đến con sáp này toàn 3 ngày mới xong. Còn 4 ngày mới xong. Không phải đơn giản đâu. Nói chung là làm đến những cái dòng này là nói thật sự là vừa là tạo điều kiện giúp đỡ các bác và lấy thêm một tí công, chứ còn không có công. Em nói với các bác là các bác cứ tính ra đi, trừ tiền đồ tiền trước đi, không thể lấy cao các bác được. Những con máy này như bình thường em nói luôn, những con máy này em lấy là hơn 1 triệu tiền công. Còn là hơn 1 triệu tiền làm. Thì trừ đồ riết đi của em đi thì các bác bảo còn bao nhiêu, trong cái đó các bác tính ra 3 ngày 4 ngày mới xong. Nên là những con máy này là toàn gần như là hỗ trợ các bác là phần nhiều thôi, chứ không có mấy đâu. Thì hôm nay có anh khách anh gửi hàng cũng lâu rồi, anh có điện thì trước hết là em cảm ơn anh là đã tin tưởng thì mới gửi hàng. Và cái thứ hai là có những cái vấn đề mà anh có trao đổi thì em cũng xin tiếp thu và cũng như là sẽ rút kinh nghiệm để một số những cái bác sau thì em sẽ có một cái thời gian nó cụ thể, nó không được hoàn toàn chắc chắn nhưng mà nó cũng tương đối khi nhận hàng các bác, để tránh tình trạng là các bác phải chờ quá lâu mà hàng thì em chưa làm được. Đấy, còn một phần nữa là cũng là cảm ơn toàn thể các bác là các bác có tin tưởng, các bác gửi hàng và các bác có tạo điều kiện thì các bác mới cho em thời gian mà không dục để cho em sắp xếp tự em xử lý công việc. Bởi vì là những con máy như hai con sáp này với cả một con Aqua như là nó đã lướng vào hơn chục ngày của em rồi, gần nửa tháng luôn rồi đấy. Là các bác biết là cái thời gian nó có những con thời gian nó lâu quá mà bây giờ đang dở ra rồi không bỏ được. Và cái thứ hai là bây giờ thông báo các bác rằng là con này em không sửa đâu thì các bác mất cái công gửi đấy, cái chính là như vậy. Thời gian hiện tại mình không nói nhưng mà bây giờ mình không nhận sửa nữa thì các bác mất công gửi của các bác. Chứ làm cái này em nói thật sự là làm cái những hàng này không phải chỉ đồng công không. Đây em thật, nó còn liên quan vấn đề trách nhiệm và liên quan đến một số vấn đề là cái gọi là cái lương tâm và cái thông cảm tạo điều kiện cho nhau. Thôi, clip của em hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các bác đã tin tưởng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác nhé.